Omega 3 mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho sức khỏe. Hãy cùng lắng nghe cảm nhận của khách hàng khi sử dụng Omega 3 từ Velosophy nhé. Nhờ Omega 3 của Oriflame mà Như đã không còn bị chảy nước mắt sống nữa, ngủ rất là ngon, bà không có bị giật mình nửa đêm, làn da của mình cũng được cải thiện. Thường xuyên làm việc với cường độ nhiều, Omega 3 giúp cho trí não của Thủy tập trung hơn, làm việc xuyên suốt hơn, giấc ngủ ngon hơn và đôi mắt tinh anh hơn. Đây chính là cái sản phẩm mà giúp cải thiện tình trạng nhức mỏi mắt, mờ mắt khi mình không thường xuyên tiếp xúc với điện thoại và máy tính. Trước đây khi sử dụng điện thoại máy tính nhiều, Quỳnh rất hay bị đau đầu và Omega 3 của Oriflame chính là sản phẩm giúp Quỳnh cải thiện được vấn đề đó. Omega 3 của Oriflame đã giúp Dung cải thiện được vấn đề đau đầu, căng thẳng, mệt mỏi và không còn cảm thấy mỏi mắt, không chảy nước mắt sống nữa. Mình đã 42 tuổi và mình vẫn chưa phải đeo kính, mắt mình vẫn còn rất là sáng. Đây chính là sản phẩm đã giúp Quỳnh cải thiện được tình trạng nhức mỏi mắt sau một ngày dài ngồi làm việc trước máy vi tính. Đây là sản phẩm đã giúp Sáu cải thiện tình trạng nhức mỏi mắt sau nhiều giờ ngồi làm việc trước máy tính hàng ngày. Mình đã giảm được 0,75 độ cận nhờ vào sản phẩm này. Uống viên Omega 3 mỗi ngày thì cảm thấy là người mình luôn luôn tràn đầy năng lượng, tuy vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ nhưng mà mình không có bị căng thẳng stress và mình không có bị giờ mất ngủ. Khi mà Yến dùng hai hộp Omega 3 của Orphan thì cái tình trạng chảy nước mắt sống và mắt khô của Yến đã cải thiện 70-80%. Đây là sản phẩm Omega 3 của Orphan đã giúp mình cải thiện giấc ngủ trong vòng 5 năm qua. Đây là một trong những sản phẩm đã giúp hỗ trợ em giảm cân thành công. Omega 3 là nhà nhà đã tin dùng sản phẩm Omega 3 của Oriflame, còn bạn thì sao? Hãy cho chúng tôi biết qua phần bình luận phía bên dưới nhé.